tình yêu cuốn, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, ở môi tắm thằng nụ cười dây khốn bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc lên lê sầu thấm hương đôi mi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu buồn, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em. Người về lên xe chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị một đôi loa. Đôi loa này có thể nói là đôi loa lời rất là to nha quý vị. Đúng là đúng theo cái tên gọi của nó, to. Loa này của hãng to nha, của Nhật Bản nha quý vị, to Nhật Bản. Sau bass 20 cm, 20 cm nha quý vị, bass 20. Gân này là gân mút và một cái chép đom ở trên như vậy. Loa này thì nó đánh mấy cái này nha quý vị, nhìn nó giống như cái kim cương như đó ha. Đó, cái đường nó khác á. Cái bát treo thì nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ treo xuống. Này thì quý vị nào mà quán cà phê hay gì đó, quý vị treo 4 cái là quý vị nguyên cái quán luôn, quý vị nó to. Này nó hát nó gấp đôi cái boss 101 quý vị, mà giá thì nó lại chỉ bằng một đôi boss 101 thôi. Đôi này thì giá 3.4 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc. Đôi này hát karaoke rất hay luôn nha quý vị. Quý vị về dùng làm lo lời hát karaoke, hoặc là lấy một đôi này ghép với cái súp là quý vị có thể hát karaoke rất là hay ha. To compilation chất âm những cái dòng này nó rất là tuyệt vời. Toa thì nó nổi tiếng về những cái dòng sân khấu, những cái dòng chuyên tiếng. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây, cũng vườn xưa chốn này đi một hè, đi một hè ba bốn alo đi một hai. Theo vị tiếng ông cực kỳ ngọt, tiếng rất là ngọt luôn. Một mai qua cơn mê sang cuộc đời bệnh bông, tôi lại về bên em. Đó thì chức năng nó là như vậy, thì nó cao khoảng 40 mươi mọi người, cao khoảng 40, chiều sâu nó chắc cũng khoảng 30 á. Em đo kích thước luôn nha quý vị, vỏ thì vỏ nhựa, sâu nó 25, cao này thì nó 40, gần 40 quý vị, gần 39 á. Bass 20 cm nha quý vị. Quý vị nhìn loa này lắp tuyệt vời luôn. Giá rẻ 3.4 triệu bao ship toàn quốc.
hòa tấu cực kỳ ngọt, cực kỳ phê luôn quý vị. Cái dòng nhạc này là dòng nhạc chuyên của nó quý vị. Nghe hòa tấu và cái dòng nhạc là lời lấy lời quý vị, chuyên của nó. Nhẹ nhàng chất âm, nhẹ nhàng sâu lắng, rất là đã. Và rồi hai nữa là cái thiết kế nó rất nhỏ gọn, rất là đẹp. Quý vị có để trên đầu thùng những cái loa, để trên đầu ha, cái thiết kế nó nhô qua hai bên ha, rất là đẹp với những cái đường vân như vậy, tạo sự cứng cáp cho đôi loa. Và thứ hai là nhìn cái thẩm mỹ rất là đẹp. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì ngay phía dưới màn hình quý vị có nút đăng ký, quý vị bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút hình cái chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất, những clip mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Và quý vị nào yêu thích thì cho em một like, xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.